cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine cuối ngày 20 tháng 8 năm 2024. Quân đội Nga đối mặt nguy cơ bị cô lập ở Kursk sau khi Ukraine phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim. Việc này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp và tiếp viện cho lực lượng Nga tại khu vực biên giới. Cựu đại tá NATO Hamis de Bretton-Golden nhận định tính mạng Putin đang trong tình thế nguy hiểm sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk. Ông cảnh báo Putin có nguy cơ bị chính những người thân cận ám hại. Sau vụ hối lộ tại Nga tăng 55% so với trước khi chiến tranh bùng nổ, việc Putin đang tiến hành chiến dịch thanh trừng các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao được cho là một phần của làn sóng tham nhũng gia tăng trong bối cảnh chiến sự Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine bắn hạ thành công máy bay không người lái Zala của Nga tại Donetsk bằng UAV FPV cải tiến. Cơ quan an ninh Ukraine bắt giữ một sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga tại khu vực Mykolaiv. Mạng lưới gián điệp này được cho là hoạt động cho FSB và GRU của Nga. Cuối cùng, chính quyền Ukraine ra lệnh di tản khẩn cấp cho các gia đình có trẻ em tại thành phố Pokrovsk, Donetsk do lo ngại về sự tiến quân nhanh chóng của lực lượng Nga. Người dân chỉ còn khoảng 2 tuần để rời khỏi thành phố an toàn. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mua Lê Phan kính chào quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày 20 tháng 8 năm 2024 của The Strong Post. Thưa quý vị, trong những cập nhật mới nhất về giao tranh ở biên giới Nga, theo các báo cáo gần đây, quân đội Nga có thể đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng về nguồn cung cấp và tiếp viện gần biên giới Kursk sau khi lực lượng Ukraine tập trung nhắm vào các cầu chiến lược trong khu vực. Vào ngày thứ Hai, các blogger quân sự có liên hệ với Điện Kremlin cùng các cơ quan truyền thông độc lập của Nga đã đưa tin về việc Kyiv phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Sem ở Kursk. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch mà Moscow sử dụng để hỗ trợ hậu cần và tiếp tế cho quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Điều này cũng dẫn đến việc hàng trăm quân Nga có nguy cơ bị cô lập ở bên kia sông. Kể từ khi Ukraine tiến vào Kursk gần 2 tuần trước, chiến lược chính của họ là phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và hậu cần của Nga. Thông điệp từ Kyiv cho thấy Ukraine đang tập trung vào việc ngăn chặn khả năng tấn công của lực lượng Nga vào lãnh thổ Ukraine. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của Ukraine là phá hủy tối đa tiềm lực chiến tranh của Nga và thiết lập vùng đệm ở Kursk. Theo báo cáo từ đài phát thanh Belarus Nesta và một số nguồn tin của Nga, cây cầu thứ ba nằm ở làng Kharis. Trước đó, Ukraine đã phá hủy một cây cầu trên sông Siem gần làng biên giới Gluskovo, tiếp theo là cây cầu thứ hai gần làng Zvanoye, lân cận vào ngày Chủ nhật. Kharis nằm ở phía tây của cả Zvanoye và Gluskovo. Vào Chủ nhật, chỉ huy không quân Ukraine khẳng định việc phá hủy một cây cầu khác ở Kursk đang góp phần tước đi khả năng hậu cần của đối phương. Nếu thông tin về việc phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Siem được xác nhận, lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Ukraine gần biên giới sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng trong việc tiếp tế và điều động quân tiếp viện, theo báo cáo của Nesta. Nhà quan sát quân sự Ukraine Vasil Beknio chia sẻ với tờ The New Voice of Ukraine vào Chủ nhật, nếu tất cả các cây cầu trên sông Siem bị phá hủy, khiến quân Nga không thể di chuyển qua đó và buộc phải rút lui, thì đó sẽ là tình huống vô cùng bất lợi. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đưa tin vào thứ Hai rằng lực lượng Nga đã bị cắt đứt khỏi các tuyến đường tiếp tế gần Gluskovo. Một số tài khoản trong cộng đồng blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga thường được xem như nguồn thông tin thay thế cho bình luận chính thức từ Điện Kremlin đã đưa tin về việc mất cây cầu thứ ba bắc qua sông Siem ở Kursk. Tuy nhiên, có nhiều báo cáo trái ngược nhau về mức độ ảnh hưởng của sự việc này đến hậu cần của Nga. Một blogger nổi tiếng cho biết hôm thứ Hai rằng, mặc dù đã mất cây cầu cố định cuối cùng bắc qua sông, lực lượng của Moscow vẫn có thể tiếp cận các cầu phao, đủ để tiến hành các hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ quân đội Ukraine. Thưa quý vị, theo nhận định của một cựu đại tá NATO, tình hình chiến sự tại Ukraine đang đặt Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tình thế nguy hiểm, có thể dẫn đến nguy cơ bị chính những người thân cận ám hại. Cụ thể, đại tá Hamis de Bretton-Golden, chuyên gia về vũ khí hóa học và cựu sĩ quan quân đội Anh nhận định rằng, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk của Nga trong tháng này có thể khiến Tổng thống Putin trở nên nghi ngờ ngay cả đối với những cộng sự thân cận nhất.
Ông The Bretton Garden cho rằng hiện tại vị trí của Tổng thống Putin đang rất bấp bênh. Mặc dù tin rằng Tổng thống Vladimir Putin vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ, nhưng The Bretton Garden cũng lưu ý rằng có rất nhiều người đang bàn tán và nhận thức được tình hình hiện tại và ông ấy cần phải giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Ông cảnh báo, nếu không hành động kịp thời, nhiều cộng sự thân cận của ông ấy có thể sẽ sẵn sàng làm gì đó với tách trà của ông ấy để nắm quyền. Ông nhấn mạnh, Putin đang ở trong tình thế nguy hiểm và áp lực đang ngày càng gia tăng. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kursk giáp ranh với tỉnh Sumy của Ukraine bắt đầu từ ngày 6 tháng 8 dường như đã khiến Moscow bất ngờ. Theo thông báo của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zhizhky, tính đến ngày 15 tháng 8, lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 1.150 km2 lãnh thổ Nga và 82 khu định cư ở Kursk. Quy mô của cuộc tấn công này là đáng kể. Ukraine được cho là đã chiếm được nhiều lãnh thổ ở khu vực Kursk trong vài ngày hơn so với những gì Nga đã đạt được ở Ukraine kể từ đầu năm nay. Quân đội dưới sự chỉ huy của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có dấu hiệu giảm tốc. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên một lực lượng quân sự nước ngoài chiếm đóng lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi Nga cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tấn công, nhiều blogger quân sự ủng hộ chiến tranh đã nhanh chóng bày tỏ sự bất bình trên Telegram về tốc độ tiến quân nhanh chóng của lực lượng Kyiv trên lãnh thổ Nga. Một blogger quân sự Nga mô tả tình hình hiện tại là địa ngục trần gian và cho rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu. Blogger ủng hộ chiến tranh Anastasia Kasevarova viết trên Telegram: "Chúng tôi biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiến vào tỉnh Kursk. Chúng tôi biết họ đang tập trung quân. Chúng tôi biết mọi thứ như thường lệ. Những người ở chiến trường đã báo cáo, nhưng cấp trên không có hành động gì." Blogger quân sự Raf Reba bày tỏ sự hoàn toàn thờ ơ với tình trạng chiến tranh ở Moscow và phàn nàn rằng Bộ trưởng Quốc phòng mới dường như quan tâm đến việc tính toán số tiền mà các quan chức cấp cao đã biển thủ hơn là thúc giục các tướng lĩnh hành động khi bị đe dọa. Nhà tuyên truyền của Điện Kremlin Sergei Madan cũng mô tả cuộc xâm nhập là hỗn loạn trong một chương trình trên Soloviev Live vài ngày sau khi sự việc xảy ra. Bill Browder, một nhà tài chính Mỹ gốc Anh và là người phê bình Điện Kremlin, đã nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Times Radio được phát sóng vào ngày 8 tháng 8 rằng cuộc xâm lược này là sự sỉ nhục đối với Putin. "Tôi cho rằng đây là một diễn biến đáng kể và có ý nghĩa to lớn về mặt biểu tượng lẫn quân sự. Về mặt biểu tượng, điều này làm suy yếu hình ảnh của Putin." Ông nói thêm, đây là cuộc chiến do ông ta khởi xướng, nhưng giờ đây một phần lãnh thổ Nga đã bị chiếm đóng, tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Việc Ukraine có thể duy trì kiểm soát lãnh thổ trong bao lâu hoặc có thể giành được thêm lãnh thổ hay không sẽ càng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Putin. Thưa quý vị, chuyển sang một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự. Theo phân tích gần đây từ một cơ quan truyền thông độc lập của Nga, chiến dịch thanh trừng các quan chức quân sự và quốc phòng cấp cao do Tổng thống Vladimir Putin tiến hành là một phần của làn sóng tham nhũng và hối lộ đang gia tăng tại Nga trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine. Hãng tin Vesca được thành lập ngay sau khi chiến sự bùng nổ đã công bố một báo cáo vào ngày 13 tháng 8 chỉ ra rằng số vụ hối lộ tại Nga đã tăng 55% so với thời điểm trước khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Cụ thể, 3.202 vụ hối lộ được ghi nhận trong nửa đầu năm 2021, trong khi con số này đã tăng lên 4.958 vụ từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Vesca nhận định rằng lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng vẫn là động lực chính của các hoạt động tham nhũng do thiếu tính minh bạch. Trong những tháng gần đây, một loạt các quan chức quân sự cấp cao đã bị bắt giữ. Đáng chú ý là vụ bắt giữ cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vào ngày 23 tháng 4 với cáo buộc nhận hối lộ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm Sergei Shoigu cũng đột ngột bị cách chức vào tháng 5 và được thay thế bởi nhà kinh tế Andrei Belousov. Các vụ bắt giữ đáng chú ý khác bao gồm Vladimir Vitalevsky, một quan chức Bộ Quốc phòng bị bắt vào tháng 5 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến công việc không được thực hiện trong hợp đồng chính phủ năm 2022. Vadim Samarin, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Nga cũng bị bắt vào tháng 5 vì liên quan đến một vụ gian lận bị cáo buộc. Yuri Kuznetsov, người đứng đầu bộ phận nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, bị bắt vào tháng 5 với cáo buộc nhận hối lộ. Thiếu tướng Ivan Bobov, chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga cũng bị bắt vì tình nghi gian lận. Vào cuối tháng 7, Andrei Belkov, giám đốc công ty xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng, bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc thực hiện lệnh quốc phòng của nhà nước.
các chuyên gia an ninh hàng đầu về Nga Andrei Soldatov và Irina Borogan nhận định rằng những vụ bắt giữ này đại diện cho cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào quân đội Nga trong gần 25 năm cầm quyền của Putin. Họ cho rằng với tình hình chiến sự ở Ukraine dường như thuận lợi hơn cho Điện Kremlin, Putin có thể đang cho rằng đây là thời điểm thích hợp để trừng phạt quân đội vì những thất bại trong năm 2022. Soldatov còn cho rằng những vụ bắt giữ này có thể được chỉ đạo trực tiếp từ Putin, với FSB và Ủy ban điều tra thực hiện theo lệnh từ cấp cao nhất. Vai trò của FSB là cung cấp tài liệu gây tổn hại và khai thác thêm thông tin từ những người bị bắt trong quá trình thẩm vấn. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng nói với hãng tin độc lập Moscow Times rằng một cuộc thanh trừng dữ dội đang diễn ra và vẫn còn một chặng dài phía trước khi cuộc thanh trừng kết thúc. Gần đây, có thông tin cho rằng các vụ án hình sự đang được chuẩn bị đối với các tướng lĩnh Nga do thất bại trong việc bảo vệ khu vực Kursk trước cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào ngày 6 tháng 8. Theo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga và 82 khu định cư ở Kursk. Cuộc thanh lọc trong Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu sau khi Sergei Shoigu bị sa thải, có thể sẽ tiếp tục với một loạt vụ bắt giữ mới các quan chức thực thi pháp luật cấp cao đã thất bại trong việc bảo vệ khu vực Kursk. Trong một diễn biến khác, Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine vừa thực hiện thành công việc bắn hạ một máy bay không người lái Zala của Nga tại khu vực Donetsk bằng cách sử dụng máy bay không người lái FPV First Person View đã được cải tiến. Tiểu đoàn hệ thống không người lái của Lữ đoàn đã công bố đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình này. Trong đoạn phim có thể thấy máy bay không người lái FPV của Ukraine bay lên độ cao lớn, truy đuổi và cuối cùng tấn công thành công máy bay không người lái của Nga. Qua phân tích kỹ lưỡng, máy bay bị bắn hạ được xác định là mẫu Zala 421-16E, một loại máy bay không người lái trinh sát thường được lực lượng Nga sử dụng. Để thực hiện nhiệm vụ này, máy bay không người lái FPV của Lữ đoàn 110 đã được trang bị đầu đạn phân mảnh có khả năng kích nổ từ xa. Theo phân tích của kênh Telegram World Archive, vụ việc xảy ra ở phía nam làng Mikhailivka thuộc vùng Donetsk. Việc sử dụng máy bay không người lái FPV để đánh chặn và bắn hạ máy bay không người lái trinh sát của Nga trên không phận Ukraine đang trở nên phổ biến. Tốc độ của máy bay FPV khi được sử dụng như một loại vũ khí cảm tử đủ để bắt kịp và tấn công các máy bay trinh sát của Nga vốn bay với tốc độ thấp. Nhằm mở rộng khả năng này cho quân đội Ukraine, quỹ Comeback Alive gần đây đã khởi động một chiến dịch gây quỹ không giới hạn trong khuôn khổ dự án Rheinfall mới. Mục tiêu của dự án là tiêu diệt 1.000 máy bay không người lái trinh sát của lực lượng xâm lược Nga bằng máy bay không người lái đánh chặn FPV đã được cải tiến. Dự án không chỉ tập trung vào việc mua sắm máy bay không người lái Kamikaze FPV cải tiến, mà còn bao gồm việc thành lập và trang bị cho các đội sẽ vận hành chúng. Cụ thể, dự án liên quan đến việc cung cấp xe bán tải, thiết bị thông tin liên lạc, nguồn điện và thiết bị quang học ban đêm. Trước đó, tổ chức Comeback Alive Foundation cũng đã công bố một đoạn video khác ghi lại cảnh một người điều khiển máy bay không người lái FPV của lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ một máy bay trinh sát Orlan 10 của Nga gần Chashivya thuộc khu vực Donetsk, nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt giữa quân đội Ukraine và lực lượng xâm lược Nga. Một diễn biến đáng chú ý, cơ quan an ninh Ukraine SSU vừa phá vỡ một mạng lưới gián điệp làm việc cho Nga tại khu vực Mykolaiv và bắt giữ một sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc làm gián điệp. Theo thông báo trên Telegram của SSU, cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ hai thành viên của nhóm gián điệp này. Mạng lưới gián điệp nói trên được cho là hoạt động cho cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB và cơ quan tình báo quân sự GRU, không chỉ ở Mykolaiv mà còn ở các vùng Dnipropetrovsk và Ivano-Frankivsk. Nghi phạm chính, một sĩ quan cảnh sát, bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công việc để thu thập thông tin tình báo và tuyển mộ cha mình, một cựu cảnh sát, vào hoạt động gián điệp. Theo SSU, nhiệm vụ của các điệp viên là thu thập dữ liệu về vị trí và hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. Nghi phạm chính được cho là đã khai thác thông tin từ đồng nghiệp dưới vỏ bọc những cuộc trò chuyện thân thiện. Lực lượng phản gián SSU đã bắt giữ nghi phạm khi anh ta đang cố gắng trốn thoát đến Crimea do Nga chiếm đóng. Các quan chức Ukraine cũng công bố hình ảnh điện thoại được sử dụng trong hoạt động gián điệp và tiền tệ Nga, cho thấy nghi phạm đã liên lạc với một nhân vật tình báo Nga từ năm 2015. Theo cáo buộc của SSU, thông tin tình báo từ mạng lưới này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng Rikabatia. Ngoài ra, các điệp viên còn được giao nhiệm vụ tuyển mộ thêm nhân sự, đặc biệt là từ các cựu nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân hiện tại ở Mykolaiv.
chính quyền đã thu giữ các thiết bị điện tử của những nghi phạm làm bằng chứng. Hiện tại, những người bị bắt giữ đang bị giam giữ và có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Elena Grossfeld, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại King's College London, nhận định rằng hoạt động gián điệp này gây nguy hiểm cho cả dân thường và quân đội Ukraine do các thông tin về vị trí quân đội và mục tiêu tấn công có thể được cung cấp cho quân đội Nga. Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ. Trước đó, SSU cũng đã bắt giữ một nghi phạm gián điệp Nga tại tỉnh Donetsk với cáo buộc tương tự. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất khoảng 2/3 lực lượng quân sự so với thời điểm trước cuộc xâm lược Ukraine. Bên trong Ukraine, chính quyền đã ban hành lệnh di tản khẩn cấp cho các gia đình có trẻ em tại thành phố Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk do lo ngại về sự tiến quân nhanh chóng của lực lượng Nga. Thống đốc khu vực Vadim Filaskin thông báo trên Telegram rằng hiện có khoảng 53.000 người, trong đó gần 4.000 là trẻ em, vẫn đang sinh sống tại Pokrovsk và vùng phụ cận. Theo thông tin từ các quan chức Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Liberty, người dân chỉ còn khoảng 2 tuần để rời khỏi thành phố một cách an toàn. Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, nhấn mạnh rằng thời gian còn lại chỉ là 1 hoặc 2 tuần không hơn do sự tiến quân nhanh chóng của quân đội Nga. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sysky xác nhận vào thứ Hai rằng những trận chiến ác liệt đang diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Tuần trước, các quan chức đã cảnh báo rằng quân đội Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Mặc dù chính quyền có khả năng di tản ít nhất 1.000 người mỗi ngày, hiện tại chỉ có khoảng 500 đến 600 người rời đi hàng ngày. Tuy nhiên, tốc độ di tản đã tăng lên so với trước đây. Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng tại các khu định cư lân cận Pokrovsk, bao gồm Minorat, Shelidav và Novorodivka. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã tiến chậm rãi qua khu vực Donetsk Oblast của Ukraine, giành được nhiều quyền kiểm soát lãnh thổ nhưng phải chịu thương vong nặng nề. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ vào Chủ nhật rằng cuộc xâm nhập táo bạo của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga bắt đầu gần 2 tuần trước là một phần trong nỗ lực tạo ra vùng đệm nhằm bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Tình hình tại Pokrovsk đang diễn biến phức tạp và chính quyền Ukraine đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh cuộc chiến leo thang. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Second Post để cập nhật tin tức. Quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.